Chào ngày mới cả nhà. Phương Thí bánh chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Thì cả nhà ơi, buổi chiều hôm nay gia đình mình có khỏe không? Hôm nay Phương Thí khỏe nha cả nhà. Phương Thí mới đi làm về luôn á. Rồi thấy còn sớm nè cho nên Phương Thí ra giường tranh thủ để mình cắt rau vô, cắt cải vô để chút xíu mình chế biến bữa cơm chiều nha các bạn. Tại vì cấp này bên Phương Thí á, trời nó nhanh tối lắm các bạn. Ví dụ như bây giờ hiện giờ là 6 giờ rưỡi á, nhưng mà các bạn thấy mặt trời tí xíu vậy nè, chứ chút xíu là chừng khoảng có 7 giờ 15, 7 giờ rưỡi gì đó là cả nhà mình hết thấy mặt trời đâu mất tiêu à. Cho nên nó nhanh tối lắm luôn. Tranh thủ còn sớm cho nên về á, Phương Thí giọt lẹ ra giường để mình cắt rau các bạn ha. Cô chú anh chị các bạn cùng cắt rau chung với Phương Thí nha. Cắt rau để Phương Thí chế biến bữa cơm chiều. Sau đó vô á thì Phương Thí mới chặt rửa thịt đồ của mình. Chứ mà Phương Thí làm cái phần thịt trước á, rồi cái phần rau này mình cắt sau quá cả nhà, thì nó tới thui không thấy đường cắt. Cho nên cô chú anh chị và các bạn cùng cắt rau chung với Phương Thí nha. Sau đó vô nấu bữa cơm tối nè, sau đó rồi ăn cơm tối chung gia đình Phương Thí tối nay nha. Hôm nay á, thì chắc Phương Thí cắt cái phần cải ngọt trước các bạn. Mình sẽ cắt cải ngọt để nấu canh cải ngọt ha. Cả nhà mình biết gì không? Đây là cái phần cải ngọt mà đá đi của chai đành á, gãi á, là cũng đợt này hình như là đợt thứ ba hay thứ tư gì đó các bạn. Và cái đợt này á, sẽ là cái đợt cuối cùng trong năm luôn. Tại vì bên Phương Thí á, chuẩn bị á, vô thu rồi vô đông rồi các bạn, cho nên không có trồng trọt gì được nữa trơn á. Cho nên là bây giờ Phương Thí thu hoạch. Lúc trước á, mình ăn á, thì mình sẽ cắt cái lá bự các bạn, rồi cắt từ từ xuống. Nhưng mà bây giờ á, thì Phương Thí cắt ngang luôn các bạn, chứ không có lựa lá bự nữa. Cắt tới đâu mình ăn tới đó luôn. Cắt đủ nấu nồi canh. Chiều nay á, thì Phương Thí tính nấu canh cải ngọt, sườn răm mặn. Với lại chắc Phương Thí chút xíu ở bên kia mình cắt tí xíu rau muống vô để mình xào tỏi các bạn. Chiều nay mình sẽ ăn cơm, cơm quê Bình Dân 3 món nha cả nhà. Một món canh, một món mặn, với lại một món xào ha. À quên nữa cả nhà, Phương Thí cắt cải ngọt xong, cái chút xíu Phương Thí qua bên kia, Phương Thí sẽ chỉ cho cả nhà mình xem cái lá cải xanh với cái lá cải ngọt nha. Tại vì hôm bữa Phương Thí nhớ là mình có quay một cái video ăn cái cải ngọt. Cái có một chị khán giả cả nhà, một chị khán giả hỏi Phương Thí em có nói lộn không? Tại vì cải ngọt thường là nó sẽ cái lá nó sẽ tròn, nó không có cái đường giống như là gai lá ở ngoài này. Mà sao em nói cải ngọt mà sao chị nhìn giống cải xanh quá, em có nói lộn không? Thì không nha chị. Không nha, tại vì cải ngọt này á thì mua trong chợ Mỹ các bạn, cho nên Phương Thí nghĩ cái giống cải này là giống cải ngọt của Mỹ. Ăn á thì nó sẽ có cái vị ngọt, nó không có bị nồng. Còn cái loại cải xanh cũng là cái giống cải xanh của Mỹ luôn. Thì cái lá nó sẽ xoắn hơn các bạn, nó quăng hơn. Rồi khi mình ăn vô á, nó sẽ có cái vị nồng của cải xanh của mình. Cho nên là đây là cải ngọt của Mỹ với lại cải xanh của Mỹ, chứ không phải cải ngọt với lại cải xanh cái giống Việt Nam mình nha bạn. Tại vì á, Phương Thí cũng đã từng thử mình trồng cái cải ngọt cái giống Việt Nam á, thì nó rất là nhanh ra cái ngồng, ra bông á, cho nên là mình ăn không có được lâu. Còn đối với khi mà mình trồng cái cải ngọt cái giống của Mỹ nè, mình ăn được rất là lâu luôn. Lâu lắm thì cải mình nó mới lên bông với lại nó mới lên ngồng. Cho nên là nhà Phương Thí á, mình trồng cái cải ngọt giống Mỹ nha. Nhưng mà đã chút xíu đi, chút xíu nữa Phương Thí qua đó cắt cơm muống á, tại vì anh xã mình nó gãi thêm một cái luống cải xanh bên đó nữa, ăn cho kịp hết mùa luôn. Cho nên là bên đó cải cũng nhiều lắm, cải xanh. Còn đây là cải ngọt ha. Chừng nào tới qua bển đi rồi Phương Thí cầm hai cái lá cải đó đưa lên cho bạn xem, bạn biết cái sự khác biệt. Chứ Phương Thí không có nói lộn. Rồi cả nhà ơi, Phương Thí cắt bao nhiêu đây? Đủ nấu một nồi canh tối nay ăn thôi cả nhà, với mai đi làm ăn thôi. Bây giờ mình qua bên kia cắt chút xíu rau muống nha. Tại vì Phương Thí muốn ăn rau muống xào tỏi, cho nên là mình cắt chừng một dĩa ăn tối nay thôi. Sẵn qua đó Phương Thí chia sẻ cho cả nhà mình cái lá cải xanh với cái lá cải ngọt nha. Đó, cả nhà mình thấy bây giờ Phương Thí mới cắt cái phần cải ngọt của mình đây nè các bạn. Cải ngọt nhà Phương Thí cũng còn nhiều lắm luôn. Đây là phần cải salad ha. Phía trong đây thì cũng đang gãi lên đó các bạn. Không biết cải này là cải gì nè. Tại vì Phương Thí thấy nó lên mà còn nhỏ quá. Rồi đây hình như cũng là cải ngọt nữa nè, nhưng mà cũng mới gãi sao luôn. Đó, bởi vì Phương Thí nói giờ anh xã mình nghỉ trồng rồi đó. Tại vì nó sắp lạnh này cả nhà. Còn phía bên đây rau muống ha. Còn qua bên đó là cải xanh. Rồi bây giờ Phương Thí sẵn cầm cái máy, cái Phương Thí qua bên kia để Phương Thí cầm một cái lá cải ngọt, với lại qua bên đó Phương Thí cầm một cái lá cải xanh
Rồi mình cho cả nhà mình xem cái sự khác biệt ha. Gia đình mình á, thì có thể là đã biết cải xanh với cải ngọt có sự khác nhau rồi. Nhưng mà cái cải xanh ở bên này với cái cải ngọt bên này nó khác lắm bạn. Ví dụ như bây giờ cái cải xanh của mình còn đang non á, cả nhà mình nhìn vô gì rất là khó phân biệt đúng không? Nhưng mà cả nhà nhìn kỹ đi, nếu mà cái lá cải ngọt á thì nó sẽ hơi bóng hơn. Với lại nó không có được, nó không có lằn xoắn á các bạn. Còn khi mà cái cải xanh á, cả nhà mình nhìn nè. Để Phương Thí ngắt một cái lá đi cho cả nhà mình nhìn cho dễ hơn. Rồi đây, Phương Thí mới ngắt một cái lá cải này là cải xanh. Còn đây là cải ngọt. Gia đình mình nhìn như thế này có phân biệt được không? Cải ngọt á thì cái lá nó sẽ hơi kêu bằng nó bóng hơn các bạn. Nó không có xoăn cái viền lá ngoài này. Còn đây là cải xanh. Cải xanh đó thì nó mấy cái đường gân lá thì nó sẽ nổi lên nhiều hơn. Với phía ngoài này nè các bạn, phía ngoài này nè thì cái lá nó sẽ xoăn hơn. Khi cải ngọt bạn ăn á thì nó sẽ có cái vị ngọt chứ nó không có nồng. Còn cải xanh này á thì cái vị của nó hơi nồng nha các bạn. Đây, hai cái giống cải này đều là giống cải của Mỹ chứ không phải là giống cải của châu Á mình, cho nên nó chịu lạnh được lâu hơn tí xíu. Với lại nó kêu bằng nó có thể nói sao ta, nó ít lâu ra bông nhất luôn á các bạn, thì có thể là mình ăn được lâu hơn á, nói vậy cho dễ hiểu là vậy. Còn Phương Thí cũng đã từng thử rồi, nãy Phương Thí chia sẻ đó là mình đã từng thử trồng thử cái giống cải xanh với cái giống cải ngọt của châu Á mình, của Việt Nam mình, nhưng mà nó nhanh ra hoa lắm các bạn. Mình ăn mà mình hái thấy cái mồi mà ăn chưa hết một vòng á là nó ra bông ra hoa ra ngồng là nó già các bạn. Còn này á thì mình ăn mình cắt cái lá bự, còn cái lá nhỏ á thì để cho nó phát triển lên. Cho nên là cả nhà mình thấy Phương Thí ăn cải rất là lâu luôn. Rồi, phân biệt như thế này, hy vọng là các bạn khán giả đó sẽ xem được video này và sẽ phân biệt được với cái cải ngọt với lại cải xanh ha. Rồi, nói sơ với cả nhà mình tí xíu, bây giờ Phương Thí sẽ qua cái vàng rau muống của mình, cắt một nắm rau muống vô để tối nay xào mỡ nha cả nhà. Đây, trước khi cắt, Phương Thí quay sơ cho cả nhà mình ăn. Phương Thí ăn rau muống này biết bao nhiêu lần luôn, nhiều lần lắm, anh nờ lần luôn đó cả nhà. Nhưng mà rau muống của mình vẫn còn phát triển. Nhưng mà Phương Thí chia sẻ đó, bên Phương Thí cấp này nó hơi buổi sáng sớm với lại buổi chiều tối nó hơi se lạnh đó cả nhà, cho nên là rau muống mà nó phát triển nhưng mà nó cũng không có phát triển sung túc rồi giống như là tốt giống như khi mà mùa hè ha. Tại vì rau muống nó chịu lạnh rất là dở luôn các bạn, hơi lạnh lạnh tí xíu là cái lá của nó bắt đầu nó quéo rồi có khi nó già nữa. Đây cả nhà mình xem này, chứ nó không có còn được giống như giống như là cái lúc mà mùa hè ha cả nhà ha. Đây, cái cọng nó cũng không có phát triển bự đồ nữa, bây giờ nó cao lên thôi chứ nó cũng không có bự với nó tốt giống như là lúc mà mùa hè ha. Rồi, quay sơ cho cả nhà mình, Phương Thí tranh thủ mình cắt một nắm rau muống nha cả nhà. Nói cắt mà nãy giờ nói chuyện hoài luôn á. Phương Thí thích cái thời tiết bây giờ lắm các bạn. Thời tiết bây giờ nó hơi se lạnh, nó không có lạnh giống như mùa đông nhưng mà nó cũng không có nóng như mùa hè. Phương Thí thích cái cảm giác giống như nó hơi se lạnh giống như thế này, dễ chịu lắm. Cho nên á, nhằm khi sáng sáng á, bữa nào mà đi làm trễ hoặc là bữa nào mà không có đi làm á, Phương Thí ưa nhắc cái ghế á, mình ngồi trước cái giường bông của mình ở trước nhà các bạn, uống cà phê sáng rồi nó lạnh hơi hơi á, se lạnh, rồi uống thêm một cái ly cà phê đá nữa nó lạnh nữa, cảm giác thoải mái lắm các bạn. Mình giống như là hít thở cái không khí trong lành á, dễ chịu lắm luôn. Cho nên là sáng sáng Phương Thí ưa ra ngoài trước ngồi lắm. Bữa nào mà đi làm cái mình có bữa mà mình thức sớm á, trước khi đi làm á, Phương Thí ngồi ngoài chừng 15-20 phút vậy đó, hít thở không khí buổi sáng trước khi đi làm làm cho tinh thần mình thoải mái lắm cả nhà ơi. Rau muống này nè, Phương Thí làm dưa được hai cái keo bự lắm, tại vì mình ăn không hết đó, rồi mình phải cắt các bạn, mình cắt ra để cho cái rau muống nó phát triển nữa. Cho nên là Phương Thí cắt vừa ăn xong rồi vừa mình cho xong rồi bắt đầu mình cắt vô mình làm dưa nữa. Nói chung là ăn cũng nhiều lắm rồi. Mình chỉ cắt những cái cây nào mà nó cao, nó bự mình ăn trước. Còn mấy cây nhỏ cho nó phát triển lên. Rồi các bạn ơi, bao nhiêu đây? Với trong đây á, Phương Thí cắt hồi nãy giờ bao nhiêu đây là đủ. Phương Thí chỉ cần xào một dĩa thôi các bạn, cho tối nay ăn thôi. Rồi, bây giờ Phương Thí sẽ vô nhà nha. Mình vô nhà chặt thịt, rửa thịt, đồ tận chế biến bữa cơm chiều các bạn ơi. Bây giờ là gần 7 giờ, bầu trời này gần 7 giờ ha. Mỗi lần á, mùa hè đó, bây giờ vẫn còn đang mùa hè nhưng mà cuối mùa hè, bắt đầu vô mùa hè đó thì lúc này á, là mặt trời còn hơi cao cao các bạn. Còn bây giờ á, thì nó sắp lặn rồi, cho nên là nhìn nó không có còn nắng chói chang giống như mọi lần nữa. Rồi vô nhà cả nhà ơi, nấu bữa cơm chiều nha.
Khoan cả nhà ơi, thiệt tình là Phương Thí tính vô nhà là nấu bữa cơm chiều đó, mà tại vì mình đi ra ngoài trước đó, đặng mình xem cái vườn ở ngoài trước này nó như thế nào, cho nên bây giờ gần cuối mùa rồi, Phương Thí tranh thủ mình quay cho cả nhà mình xem cái đi. Không thôi hết mùa rồi, muốn xem cũng không có mà xem luôn cả nhà. Một trái bầu biết là bự luôn, hái xuống để đây luôn này nè. Bí đao chẳng còn cái trái nha cả nhà, vẫn còn cái trái nhiều lắm luôn. Cũng giống như là khổ qua, khổ qua cũng còn rất là nhiều trái, ra rất là nhiều trái luôn á. Đây là cái phần cải xà lách á, gãi thêm á. Hôm bữa Phương Thí, cái đây là cái lá tía tô ha. Hôm bữa Phương Thí vô trong đây coi thấy bầu nhiều lắm luôn, nhưng mà hái vô các bạn, trong đó còn một trái bự lắm luôn á. Mình hái vô rồi, nó thu hoạch được, có hái vô hết rồi. Bí đao á thì còn nhiều, bí đao với mướp. Ồ, trái bí đao này nó vướng trên đây luôn rồi nè. Sao nó nằm trên đây luôn vậy? Thôi kệ luôn, tới nữa thu hoạch đó thì mình cắt mình lôi xuống các bạn, nó nằm trên giống như nằm trên võng như này luôn rồi nè. Chặt thịt đi, vậy anh chặt thịt cho em đi. Cắt mấy trái khô bự nó đi rồi sao? Lựa mấy trái bự kìa, mấy trái nó già nó đỏ hết trơn. Ok. Cái trong bọc đó nữa kìa. Rồi vậy anh chặt thịt đi. Trái bự nó. Trái nó đỏ rồi đó, cắt nè. Ok, lát con cắt vô luôn cho. Trái trong góc nó bự nó. Cái thịt đó bây giờ ông sẽ chặt đi, ông sẽ chặt cái phân nửa cái phần mà sườn mà sườn non á thì ông sẽ chặt nhỏ nhỏ, đến tối nay em ra mặn. Còn mấy cục kia đó thì ông sẽ chặt hơi bự hơn phân nửa của cái miếng sườn nữa đó. Anh chặt hơi cục hơi bự đi, đặng ướp xả hay là ướp cái gì đó để mai chiều gì mình chiên ăn sợ. Chớ ra một lần ăn không hết ha. Ok, em cắt rau. Tính vô các bạn. Phương Thí tính vô nhà chặt thịt, nhưng mà anh xã mình chặt thịt rồi cho nên thôi Phương Thí ở ngoài này lặng lặng. Cái vườn rau mình hái thêm mớ rau nữa đi rồi vô cái mình chế biến bữa cơm chiều. Chiều nay Phương Thí không cần chặt thịt ha. Rồi lấy cây gỗ lại các bạn ơi. Lấy cây gỗ lại đựng. Chứ hồi nãy Phương Thí ra là mình tính hái bao nhiêu rau đây là mình đi vô rồi. Mà thấy khổ qua nè. Ây da, bước vô trong đây cái này. Em thấy khổ qua cho nên là anh xã Phương Thí nói cắt vô luôn đi, không thể để nó già. Cho nên là thôi mình ở đây mình lạng lạng thêm tí xíu nữa đi các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn có một cái bọc này thôi. Khổ qua các bạn nhìn thấy trái bự lắm luôn á. Gần cuối mùa rồi nhưng mà trái vẫn đạt. Mà trái nào trái nấy nó cũng bự lắm luôn. Thấy em này nó còn nhỏ, hơi bao bọc lại tí xíu đi ha. Đó. Cái khổ qua này nè, hôm bữa có một cô chỉ Phương Thí á, nếu mà mình ăn mà muốn mà sợ không có bị đắng nhiều á thì mình sắc mỏng ra xong cái mình trụng nước sôi. Phương Thí nghe cô chỉ mà Phương Thí chưa làm nữa. Hôm bữa tới giờ cái Phương Thí nhiều rau cải quá cho nên là mình chưa có hầm khổ qua, chưa có ăn khổ qua thường. Phương Thí cắt vô cái nhiều quá đó cả nhà. Nhiều lắm luôn, cái bắt đầu Phương Thí đem đi Phương Thí cho bên chồng của mình. Rồi Phương Thí cho cái tiệm mấy cái tiệm neo người Việt vòng vòng khu này nè các bạn. Mình cho tại người Việt mình á mà gặp mấy cái món này á người ta khoái lắm luôn. Giống như Phương Thí á, mình rất là khoái cho nên là mình nghĩ là người ta cũng khoái. Rồi mấy trái này thôi. Cái trái này Phương Thí nghĩ chắc cắt được luôn rồi. Tại vì thấy cái đầu nó hơi vàng vàng, mình không cắt là nó sẽ bị chín. Bí đao trong nhà Phương Thí cũng nhiều lắm. Hôm bữa đó Phương Thí lấy bí đao các bạn mình nấu nước mát uống ngon lắm luôn. Có cô chú anh chị các bạn nào mà chưa biết nấu bí đao không? Bí đao nấu nước mát không? Dạ bí đao rồi đó. Phương Thí biết nấu nha, bữa hổm nấu trong nhà mình ăn uống nhiều lắm luôn. Đây một trái nằm sâu trong vùng sâu vùng xa cho nên là mình nhìn phải thiệt là kỹ. Tại bây giờ cái lá nó cũng xanh mà cái trái nó cũng xanh. Mà chim đậu trên cành chim hót líu lo. giỡn. Cái lá nó cũng xanh mà cái trái nó cũng xanh mà mình không chú ý là mình nhìn không thấy nó luôn á các bạn. Xanh lè xanh lét luôn. Trái này được luôn. Thấy chưa các bạn, thấy bây giờ bên Phương Thí là còn 10 phút nữa là 7 giờ. Hồi nãy giờ nói lạng lạng còn 10 phút nữa là 7 giờ. Mà các bạn thấy nó hơi tối tối rồi đó, nó không có còn được sáng giống như hồi nãy nữa. Cái trái này. Đây. Quá trời quá đất. Phải nhìn ngước lên giống như thế này nè mới thấy.
Trái này cho bự tí xíu nữa đi. Rồi, bao nhiêu đây được rồi cả nhà ơi, vô. Lấy có cái thao à, tại vì tính cả hái rau thôi cho nên là không có chuẩn bị. Cầm đàng hoàng thấy nó đổ nè. Bước ra, đàng hoàng té đây một cái là banh cái rau luôn. Rồi, vô các bạn ơi. Để đi ra ngoài sau á, trên đường ra thì nãy Phương Thí thấy mướp cũng nhiều lắm. Để mình lẻ sơ cái máy cho cả nhà mình tham quan cái vườn rau Phương Thí trước khi mùa đông tới ha. Đi cẩn thận thôi, mấy cái trái này trúng lên trên đầu. Anh nói gì? Anh chặt một phân nửa để ra mặn tối nay. Còn một phân nửa á, thì ướp. Để mai chiều về chiên cái mình hầm nồi canh khổ qua hay là canh bí đao hay gì để ăn chung thôi. Đây, một gỗ rau cả nhà mình thấy chưa? Hồi nãy Phương Thí không có tính cắt khổ qua đâu, nhưng mà thấy khổ qua nó ra nhiều quá, không cắt không được. Trong nhà Phương Thí hiện giờ á, khổ qua trái bự bự gì không nè các bạn, một ề giống á. Phương Thí cắt ra, cái bắt đầu mình cắt mỏng á, bắt đầu Phương Thí rửa sạch đem phơi. Cái Phương Thí hút chân không, cái mình để vô tủ đông á các bạn. Mùa đông á thì mình lấy ra, mình sơ chế, mình xào đồ. Nói chung là chỉ có biết cách bảo quản đơn giản vậy thôi cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục ngán. Đi ra tới ngoài sau đi, rồi Phương Thí khoe tiếp cho cả nhà mình nha. Cây cherry của tôi nè, năm nay á, Phương Thí không có được một trái cherry nào luôn á các bạn. Năm ngoái là không biết tại sao, năm đầu tiên nó ra trái. Năm ngoái mẹ cha Phương Thí qua, cái tự nhiên nó ra trái, có trái ăn. Năm nay cái nó không có miếng trái nào luôn. Lá toàn lá, không là lá. Còn đây là cây ớt. Ớt này á thì anh xã Phương Thí á, hái vô á, một bọc zip bự rồi đó các bạn. Phương Thí đi từ từ, tại sợ đi mạnh, đi bự á, đi bự. Tại sợ đi mạnh đó các bạn, là nó gớt khổ qua đây nè, nhiều lắm luôn. Cắt vô biết bao nhiêu trái rồi đó các bạn, bắt đầu đem đi đông đá ha. Cái vườn rau dọn dẹn có tí xíu xiu thôi mà gia đình Phương Thí ăn không có hết. Không hết luôn á các bạn, vừa ăn vừa cho vừa biếu, không hết luôn. Đây, tham quan lại cây đào long của Phương Thí. Trước khi mà lá nó sẽ vàng và nó sẽ rụng thì nó sẽ như thế này. Mặt trời chiếu hơi chói ha. Đây là vườn hẹ. Mai chiều thì chắc Phương Thí chắc cũng phải ra thu hoạch đó các bạn ơi. Để thôi nó bị cháy lá á, rồi nó hư uổng. Rồi, đây là cây lê các bạn. Đây là cây lê ha. Rất là cao, cao hơn năm ngoái rất là nhiều. Nhưng mà năm nay cũng không có một trái làm thuốc luôn. Lá không. Đây, các bạn nhìn nè. Nó treo lủng lẳng. Ăn không bao giờ hết luôn á các bạn, nhiều lắm. Mà Phương Thí lại thích ăn mướp nữa. Mà thích thì thích, mà ăn nhiều quá nó cũng tới bản họng á các bạn. Cho nên là nhiều lắm luôn, nó treo xuống gì có nhầm trái á, nó bị dướng lên trên giống gì, nó chưa gớt xuống, nhưng mà nhiều lắm, nhiều lắm. Năm nay nói chung là trồng cái gì cũng được mùa hết trơn á. Đây, phía bên đây này, bên đây cũng rất là nhiều mướp. Ở phía trong cũng có nữa, để Phương Thí vô sát bên trong này đi. Đó, phía trong mà Phương Thí đưa cái máy về cả nhà mình nhìn là thấy rồi đúng không? Nó mướp nó treo bên đó đó. Mướp anh, mướp em, mướp chị, đồ treo lủng lẳng luôn. À quên nữa, để Phương Thí quay cái chuồng gà nha. Đây là cái chuồng gà nhà Phương Thí này. Hôm bữa có chị khán giả nào hỏi Phương Thí á, Phương Thí ơi, trứng gà của em nhiều quá trời luôn. Rồi gà của em á, nó đẻ xuyên suốt luôn không? Rồi mùa đông nó có chết không? Rồi mùa hè mình phải nuôi lại cái giống khác hay là sao? Dạ không có nha. Cái chuồng gà của nhà em nó giống như thế này nè. Thì gà này á, thì mỗi ngày mỗi đẻ. Lúc trước á, thì chưa có che cái miếng như đây nè các bạn. Anh xã mình nuôi nhưng mà giống như mình làm tiền chế á, nó cũng không có được ấm áp cho mấy, cho nên gà mùa đông nhầm khi có con đẻ có con không. Nhưng mà từ hồi năm rồi đó, cái nó có cái mái che này nè các bạn, cái mái che ở trên cho cái chuồng gà nè, thì nó ấm hơn, cho nên là gà của Phương Thí mùa đông ở trong đây nè các bạn, không có cần sưởi mà cũng không cần đèn nữa, thì gà nó vẫn đẻ, mỗi ngày đẻ một trứng. Trong chuồng gà của Phương Thí bây giờ có gà lớn, gà nhỏ gì đủ lắm, nhiều lắm đó. Có giống gà bông, giống gà trắng, giống gà đen. Trứng gà các bạn nhìn, nếu mà nhìn sâu vô trong á, bây giờ 1, 2, 3, 4 nó nằm lạng sang đã dưới đó luôn á cả nhà. Nhiều lắm. Rồi không có sưởi gì đâu, chỉ nó đơn sơ giống như thế này thôi. Nhưng mà gà này á, thì khi mà mình nuôi khoảng có 2 năm gì các bạn, 2 năm,
thì gà nó đẻ thì cái lượng trứng nó ra nó cũng không có nhiều như như mà lúc mà mình mới nuôi năm đầu tiên, cho nên là từ từ nó sẽ đẻ ít lại. Nó đẻ ít lại nhưng mà nó vẫn đẻ nha cả nhà, mùa đông nó cũng đẻ, mùa hè nó cũng đẻ, mà không có cần phải sưởi hoặc là trong đèn gì đâu nha. Gà này nó chịu lạnh được. Rồi, đơn giản vậy thôi, quay sơ cho cả nhà mình xem như thế này. Bây giờ Phương Thí sẽ vô để mình chế biến bữa cơm chiều cho các bạn. Rồi cả nhà ơi, cô chú anh chị và các bạn chuẩn bị xong chưa? Nếu mà chuẩn bị xong rồi thì bắt tay vô bếp để chế biến bữa cơm chiều chung với Phương Thí nha. Thì đây là cái thao gao mà hồi nãy Phương Thí hái ngoài vườn á các bạn. Mình chưa có sạn gì gá trơn á, tại vô cái Phương Thí lo đi tắm. Rồi cái phần thịt á thì hồi chiều Phương Thí nhờ anh xã mình chặt giùm rồi. Phương Thí kêu ổng á là chia làm hai loại luôn. Một loại á thì chặt cái tảng hơi bự á các bạn, cái này á thì Phương Thí sẽ đi ướp ướp gia vị, mình ướp xả. Cái để trong ngăn mát tủ lạnh á thì ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó Phương Thí đem ra mình chiên hoặc là mình nướng, nấu chung với canh ăn cũng ngon lắm cả nhà. Còn một cái món chính ngày hôm nay, cái món mặn mình á là sườn răm mặn nha các bạn. Cái phần sườn này á thì ổng cũng chặt nhỏ cho Phương Thí luôn rồi, chút xíu mình chỉ cần răm mặn thôi ha. Ở bên đây á, khi mà người ta bán sườn á, các bạn bên Mỹ mình á bán sườn á, không phải là một khúc nhỏ mà người ta bán nguyên một cái tảng bè sườn dài giống vậy nè. Mỗi lần mua thì mình phải mua hết nguyên tảng luôn. Rồi có khi về ăn đâu có hết đâu các bạn, rồi mình chia ra. Có thể á, hôm nay mình nấu cái này, ngày mai mình nấu cái kia, đang sử dụng hết cái phần sườn á. Tại vì ăn một lần không có hết cả nhà. Rồi cũng như Phương Thí chia sẻ hồi chiều đó, chiều nay á, thì Phương Thí sẽ chế biến 3 món. Một món mặn, một món canh với lại một món xào. Thì món mặn là sườn răm mặn, còn canh á, là canh cải ngọt. Phương Thí sẽ nấu chung với con tôm hùm đất á các bạn. Mình xả đá ra, chưa xả nữa. Để bây giờ nói xong rồi Phương Thí qua Phương Thí xả đá. Tại cái phần đó gã đông cũng nhanh lắm các bạn. Rồi với lại cái phần xào đó là rau muống xào tỏi nha. Cái món này Phương Thí thích, mà cha đàn con mình cũng thích nữa. Với hồi chiều á, Phương Thí có tiện tay ngắt mấy cái cọng ngò của má anh. giỡn. Phương Thí có tiện tay ngắt mấy cái cọng ngò, ngò ôm, mà ngò này ngò của anh chứ không phải là của má anh. Cho nên là đây là chút xíu Phương Thí găm sườn á, mình sẽ bỏ ngò ôm nha các bạn. Tại vì nhà Phương Thí hết hành rồi, cho nên là ngò ôm chỉ có bỏ vô sườn găm mặn nó cũng ngon lắm cả nhà. Rồi bây giờ Phương Thí sẽ ginh cái dàn rau củ của mình ở quanh kia. Phương Thí chắc phía sau lưng mình nè, cô chú anh chị các bạn thấy phía sau lưng Phương Thí không? Một cái dàn hậu cung hùng hậu của Phương Thí nè, gồm có mướp nè, bí đao nè, bầu nè, khổ qua nè. Rồi bây giờ mình qua kia mình chắc khổ qua lên, sau đó Phương Thí mới quay lại mình gã đông cái phần tôm hùm đất, rồi mình nấu canh, rửa rau, rồi tới đâu Phương Thí sẽ quay tiếp cho cả nhà mình ha. Cô chú anh chị các bạn cùng qua phía bên kia để mình chắc cái phần khổ qua này lên trên cái kệ đó luôn nha cả nhà. Đó, khổ qua các bạn bên đây nè, ảnh có chừa hai cái trái này. Anh ấy để cho nó chín giống như thế này luôn á, để lấy hạt giống á các bạn. Cả nhà mình thấy nè, hôm bữa Phương Thí cũng hái khổ qua vô, cả nhà mình thấy đưa gần gì cả nhà mình mới thấy trái khổ qua nó bự các bạn, bự lắm luôn á. Ăn khổ qua thì mát, nhưng mà có cái á, là nhiều quá, nhưng khi mình ăn cũng hết nè cả nhà. Trong tủ lạnh á, thì Phương Thí cũng có để đậu đũa, trong nhà mình thu hoạch được cái đậu đũa các bạn, đậu đũa nhà chồng luôn. Vụ cuối cùng luôn, cho nên là trong tủ lạnh nó để cũng đầy rồi. Cho nên là Phương Thí phải chắc cái này ra ngoài nè. Chắc mai chiều về Phương Thí đem cái phần này mình đem đi, mình tặng, mình cho thêm các bạn ơi, chứ ăn không có hết. Chắc hết lên như này. Cái này á, là cái dĩ mà thường Phương Thí đi chợ á, mà Phương Thí có mua trái cây á, thì mình sẽ chắc lên trên này. Nhưng mà cấp này Phương Thí trái cây á, mình để trong tủ lạnh các bạn, cho nên là cái phần này nó còn trống nè. Phương Thí thấy vậy không, mình chắc khỏi khổ qua lên luôn. Rồi bên đây cả nhà mình thấy là bầu nè, bí đao nè, mướp nè, quá trời luôn ha. Rồi qua bên kia rửa rau và tiếp tục nấu bữa cơm chiều nha cả nhà. Cả nhà mình biết gì không, Phương Thí lục trong cái tủ đông của mình á, Phương Thí nghĩ là còn cái con tôm hùm đất các bạn, nhưng mà hết rồi, lục hết trơn từ trên xuống dưới hết trơn rồi. Cho nên là Phương Thí xả cái phần chả tôm ha. Cái chả tôm này á, thì Phương Thí đem từ Việt Nam qua đặt rồi, chả tôm mẹ làm. Lấy cái phần chả tôm để nấu canh cải ngọt đây các bạn ơi, chứ giờ hết tôm hùm đất rồi. Rồi để cái phần rau mình bên đây đi. Cái phần chả tôm á thì do là đông đá mà các bạn, cho nên là trước khi nấu á, thì Phương Thí sẽ ngâm nước. Mình ngâm cho nó gã đá tí xíu á các bạn, để mình nấu cho cái cục chả của mình á, nó còn dai với nó lại nó nở ra nó mọng nước hơn ha. Rồi bao nhiêu đây là đủ ha. Bây giờ á, thì mình chỉ cần xả nước nóng vô các bạn. Mình xả nước nóng từ trong vòi ra đó. Mình ngâm tí xíu, không được 5 phút nữa là cái phần này mềm rồi. Cái Phương Thí rửa lại một cái, bắt đầu mình mới cho vô trong cái nồi canh của mình ha. Tại vì cái phần chả này của Phương Thí á, là mình đem qua cũng hơn năm rồi các bạn. Để trong đông đá cũng hơn năm rồi đó. Cho nên là Phương Thí sợ nó bị hôi, cho nên mình phải rửa lại. Còn nếu mà trường hợp mà mẹ Phương Thí mới làm, Phương Thí đem qua Mỹ liền á,
thì mình ăn mấy tháng liền á, ví dụ như 2-3 tháng, 3-4 tháng á, thì mình không có cần rửa lại, đông đá còn tươi á, thì đem ra mình để vô nồi canh mình nấu luôn. Còn cái này để hơi lâu đó, Phương Thí sợ giống như là nó có cái mùi hôi trong cái tủ lạnh á, cho nên Phương Thí ngâm, sau đó mình rửa lại nha cả nhà. Để phía bên đây đi. Rồi bây giờ trước khi mình sơ chế cái phần rau củ của mình đó các bạn, thì Phương Thí sẽ ướp cái phần sườn của mình trước ha. Mình ướp cái phần sườn xong cái lấy bọc thực phẩm á, rồi mình đậy lại bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn. Làm phần này trước đi. À, cho vô đây là khoảng cỡ 2 muỗng rưỡi cà phê đường nhỏ nha. Cái phần sườn này á, thì cũng nhiều quá các bạn. Phương Thí nghĩ cái phần này chắc cỡ ký lô. Rồi bột ngọt thì cho vô đây 1 muỗng cà phê nhỏ. Tiếp đến đó là hạt nêm. Hạt nêm á, thì cái muỗng canh ong phở như thế này Phương Thí cho 2 muỗng canh dung ha. Đối với khoảng cỡ 1 ký sườn. Hồi nãy á, thì Phương Thí tính là mình sẽ ướp sả các bạn, nhưng mà lục tủ lạnh ra sả còn đang đông đá, cho nên thôi Phương Thí thấy sả đá hơi lâu, cho nên là mình chỉ cần ướp ngũ vị hương thôi các bạn, ướp thường thôi. Bữa nay sao dở tủ lạnh ra cái gì nó cũng hết hết trơn không biết nữa. Tủ đông ở ngoài thì còn sả, nhưng mà thôi ướp cái này không cũng được. Phương Thí vừa cho vô đây á, là cái bột tỏi nha các bạn, sau đó cho vô đây là ngũ vị hương này. Có mấy cái này á, thì mình nướng lên nó thơm lắm, cục thịt của mình thơm lắm. Rồi cuối cùng là nước mắm ha. Nước mắm Phương Thí cho vô đây khoảng cỡ 1 muỗng rưỡi canh ong phở. À quên nữa, tương ớt nữa cả nhà ơi. Cho tương ớt vô nha. Chút xíu nó quên phần tương ớt à. Có cái tương ớt vô nó làm cái miếng sườn của mình nó lên màu đẹp các bạn, với lại nó hơi cay cay á, ăn nó cũng ngon lắm luôn. Phương Thí đang làm video mà chơi đàn con mình nó chơi game trong phòng á, cho nên nó la hơi lớn, cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Nó học nguyên ngày cho nên chiều về á, Phương Thí cho nó chơi game 1 tiếng gì đó, 1 tiếng rưỡi gì đó. Rồi Phương Thí nấu rồi ăn xong á là nó ăn, ăn xong cái là nó đi ngủ. Đặng qua bữa sau nó đi học tiếp. Ở trường học á thì học nguyên ngày các bạn, chương trình nó học có dày đặc lắm. Cho nên là nó học xong cái nó vô trong phòng gym á, nó tập thể dục một thời gian ngắn. Sau đó thì nó làm bài tập, tất cả bài tập của nó, tất cả bài tập của chơi đành á là phải làm trong cái phòng tập thể dục á, làm trước khi mà tập thể dục. Cái đó là cái đó kêu bằng cái gì, cái luật Phương Thí đề ra. Có nghĩa là con vô chổng con có thể tập thể dục để giống như là giảm stress, giảm căng thẳng cho việc học, nhưng mà trước khi con tập á thì con làm bài tập mới đi, xong rồi con tập cho khỏe, khỏe xong cái con vô con làm bài tập nữa. Chứ mà mê tập thể dục rồi không làm bài tập á thì Phương Thí la. Cho nên là nó đi vô trong trường á, nó vừa tập thể dục rồi nó vừa làm bài tập luôn các bạn. Tại vì chơi đành học ra trường xong thì Phương Thí làm, mình đi làm á, mình làm thêm có 2 tiếng rưỡi nữa mới tới cái giờ rước nó. Cho nên là nó không có muốn về tiệm, nó muốn ở trong phòng tập thể dục á, cho nên là nó ở chổng luôn ha. Rồi nó làm bài tập luôn. Rồi bây giờ cái phần nói chuyện cả nhà mình tí xíu, cái phần sườn Phương Thí đã ướp xong, mình chỉ cần lấy cái bọc thực phẩm đậy lại bỏ trong ngăn mát tủ lạnh nha cả nhà. Thấy chưa? Phương Thí làm hôm nay một món mà mình chuẩn bị cho ngày mai thêm món nữa rồi. Cho nên nhầm bữa nó bị bí món đó các bạn. Thì món này mình làm, cái mình làm luôn cái món của ngày mai. Rồi bỏ tủ lạnh nha. Rồi cả nhà ơi, thì đây là cái phần chả Phương Thí đã rửa sạch, xả hết đông đá rửa sạch để đây ha. Hồi nãy á, trong cái thời gian mà Phương Thí chờ cho cái phần chả của mình nó gã đông đó các bạn, thì Phương Thí đã hồ biến cái phần rau của mình bên kia, đã lặt xong rửa sạch để bên đó cho gáo nước. Thì bây giờ Phương Thí sẽ sắc mấy cái phần tỏi gừng với lại rau mùi đồ của mình đó các bạn, để chuẩn bị qua bếp nấu ăn ha. Thì Phương Thí chuẩn bị ở đây là 1 khúc gừng. Rồi gừng này để chút xíu để vô canh đó các bạn. Cái canh cải xanh hoặc là cái canh cải ngọt á, cô chú anh chị các bạn nấu á, mình cho gừng vô á, ăn ngon lắm kìa cả nhà. Hôm bữa Phương Thí nấu, Phương Thí nói hồi lúc ở Việt Nam thì Phương Thí không có biết. Qua đây á, thì thấy anh xã mình nấu cho mình ăn á, thì thấy ngon quá, cho nên từ đó về sau Phương Thí nấu canh thường cải xanh hoặc là cải ngọt á, Phương Thí sẽ để gừng vô. Thì có một bạn khán giả nói Phương Thí á, nấu cách đó là theo của người Bắc, đúng không cả nhà? Nhưng mà Phương Thí thấy ăn hợp lắm luôn á, ngon lắm luôn á. Rồi, thì Phương Thí chuẩn bị ở đây rất là nhiều tỏi. Tỏi này thì Phương Thí một hồi mình sẽ sắc một phần ít thôi để Phương Thí găm mặn cái phần sườn, với một ít Phương Thí là nấu canh. Còn Phương Thí để nguyên một tép tỏi giống như thế này luôn để Phương Thí xào rau muống nha. Khi mà mình xào rau muống á, cô chú anh chị các bạn để nguyên cái tép tỏi á, giống như là mình chiên cái tép tỏi lên đó cả nhà. Thì khi mình ăn trúng cái rau muống á, rồi trúng luôn cái tép tỏi đó, thì nó sẽ bùi bùi các bạn, ngon lắm luôn. Rồi vừa nói thì Phương Thí sẽ vừa cắt luôn cái phần gừng của mình nha các bạn. Phương Thí sẽ cắt lát mỏng trước, sau đó thì mình sẽ cắt sợi lại ha.
Rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần gừng của mình vô trong đây luôn ha, để lên chung dĩa luôn đi các bạn. Phương Thí cũng thích ăn gừng nữa, ăn gừng ấm bụng. Tỏi thì Phương Thí lấy vài tép lên trên đây nè các bạn, để mình bầm ra ha. Một mớ nấu canh, còn một mớ thì để Phương Thí chiên. Phương Thí sẽ lấy cái mà hơi bự bự để mình bầm ra, còn cái nhỏ nhỏ lát mình chiên lên cho nó giòn lên, ăn ngon lắm á cả nhà. Xắt ra luôn. Phương Thí làm xong xuôi, chuẩn bị xong xuôi hết trơn. Cái Phương Thí qua bên bếp mình nấu một hơi một ba món các bạn. Cái chuyện gì khó chứ nấu một lượt một ba món Phương Thí lo được. Cho nên cô chú anh chị các bạn yên tâm hen. Mình qua bển á, mình lùa một tăng một là ba món xong. Nhanh cấp kỳ. Cái ngò ôm á, Phương Thí nhớ hồi đó dưới quê á, mẹ Phương Thí kho cá rồi các bạn, giống như kho cá phi hoặc là kho cá gô rồi, mẹ ưa để cái rau ngò ôm vô ngon lắm, thơm nữa. Cho nên ăn rau ngò ôm này là nhớ Việt Nam, cái món cá khô. Ê, xin lỗi, cái món cá kho, mà cá kho nước á, cá kho lạc, cá kho nước á các bạn. Rồi, cho vô dĩa luôn. Rồi cả nhà ơi, nói chung là cái phần nguyên liệu Phương Thí đã cắt xong, rửa sạch sẽ, chuẩn bị xong xuôi hết chân rồi. Bây giờ chỉ cần đưa qua bếp, bắt lò lên, xào nấu tí xíu là xong rồi các bạn. Một nốt nhạc. Cho nên bây giờ cô chú anh chị các bạn cùng qua bếp nha, để nấu bữa tối chung với Phương Thí nha. Rồi cả nhà ơi, thì trước mắt cô chú anh chị các bạn thấy ở đây Phương Thí bắt ba cái nồi, mình sẽ chế biến ba món cùng một lúc luôn. Thì bên đây Phương Thí bắt một cái nồi nước để Phương Thí trụng cái phần rau muống mình trước khi mà mình xào tỏi nha các bạn. Ở đây cái nồi bự hơn Phương Thí sẽ nấu canh, còn phía trong này thì cái chảo nhỏ nhỏ này thì Phương Thí sẽ găm sườn nha. Bây giờ trước mắt thì Phương Thí mở lò lên để mình nấu canh trước nha cả nhà. Phương Thí bắt cái chảo hơi nóng rồi, bây giờ mình sẽ cho vô đây tí xíu dầu ăn nè. Rồi thấy mà cái phần dầu mình hơi nóng, bây giờ Phương Thí sẽ cho tí xíu tỏi vô ha. Sau đó Phương Thí sẽ cho hết cái phần gừng mà Phương Thí chuẩn bị á các bạn, mình cho hết vô luôn ha. Nó có dính vài lá ngò ôm, không sao. Tại vì để chung dĩa mà. Rồi, xào lên cho thơm trước. Rồi, sau khi mà thấy cái phần tỏi mình vừa thơm với cái gừng của mình nó hơi trong trong nhẹ lại á, thì Phương Thí sẽ cho nước vô nha cả nhà. Phương Thí chuẩn bị đang tô nước này, mình cho hết vô nha. Rồi, cho tô nước vô xong á, thì bây giờ Phương Thí sẽ cho hết cái phần chả mà hồi nãy Phương Thí rửa các bạn, mình để gáo ở đây nè, Phương Thí cho hết vô luôn ha. Cho cái lúc mà cái nước còn lạnh luôn, để khi mà cái nước mình sôi lên á, là cái chả của mình nó cũng vừa nở ra luôn các bạn. Ha, cho hết vô luôn. Nhẹ nhẹ để nó văng. Rồi, xong. Rồi xong cả nhà, thì bây giờ chỉ cần đợi cái phần nước của mình sôi lên thì Phương Thí trụng rau vô ha, là Phương Thí xong nồi canh. Nhưng mà bây giờ thì Phương Thí sẽ nêm nếm cái nồi canh của mình luôn. Hôm nay Phương Thí nấu nồi canh này chắc cũng khoảng có 1 lít nước á. Cho nên là Phương Thí sẽ nêm nếm khoảng cái muỗng canh ăn phở nhỏ nè, mình cho khoảng một muỗng với tí xíu nữa. Rồi, với lại cho vô đây tí xíu bột ngọt ha. Bột ngọt thì mình cho vô đây khoảng nửa muỗng cà phê nha cả nhà. Rồi, nêm canh thì Phương Thí cho tí xíu bột ngọt với tí xíu hạt nêm thôi. Cải mình một chút xíu nó ra nước ngọt nữa là vừa. Rồi, kế bên đây song song Phương Thí có bắt một cái chảo phía trong. Thì thấy cái phần chảo của mình nóng thì Phương Thí sẽ cho vô đây tí xíu dầu ăn là bắt đầu mình gam mặn cái phần sườn nha cả nhà. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm còn lại vô. Nó có rớt một tí xíu rau ngò ôm vô cũng không sao, tại một hồi cái rau nồi ngò ôm này nó cũng vô trong cái nồi sườn găm mặn của mình hả cả nhà ơi. Rồi các bạn, khi mà thấy cái phần tỏi của mình vừa vàng như thế này, Phương Thí sẽ cho hết cái phần sườn á mình chuẩn bị vô ha. Hồi nãy Phương Thí có chuẩn bị một cái miếng giấy á, mình lót ở dưới á, các bạn cho cái phần sườn của mình nó ráo nước á. Lấy cái miếng giấy ra ha. Rồi bây giờ mình chỉ cần xào cho thơm cái phần này lên, cái Phương Thí mới cho nước màu vô nha. Chiều nay thì anh xã Phương Thí chặt sườn các bạn. Cái này anh chặt hơi bự nè. Gặp Phương Thí chắc mình chặt hơi nhỏ hơn tí xíu. Cái này thì anh chặt hơi bự ha, nhưng mà không sao. Bự thì mình ăn cục bự, nhỏ thì mình ăn cục nhỏ. Đường nào nó cũng về La Mã hết trơn các bạn luôn. Rồi cả nhà ơi, thì thấy cái phần sườn của mình á, nó vừa hơi săn nhẹ như thế này, thì bây giờ Phương Thí sẽ cho nước màu với lại nêm nếm gia vị vô nha. Cái nước màu mà mẹ Phương Thí thắng đó các bạn, thì nhà gia đình mình ăn hết trơn rồi. Cho nên Phương Thí chưa có thắng nước màu nữa.
Còn đây là cái loại nước màu mà Phương Thí mua trong chợ Việt Nam, các bạn người ta để là nước màu dừa. Cái nước màu này nó sẽ hơi đậm hơn, nó hơi đậm hơn cái nước màu mẹ Phương Thí thắng, cho nên mình cho ít thôi. Rồi cho nước màu vô thì mình sẽ sơ lên, cho nước màu nó thấm với cái phần thịt của mình trước khi mà mình nêm mấy cái gia vị thông thường khác, giống như là đường, hạt nêm, bột ngọt rồi nha cả nhà. Sườn ga mặn là chai đàn con mình nó cũng thích lắm luôn. Nói chung là Phương Thí nấu đa số là những cái món chai đàn nó thích thì nhiều. Tại từ nhỏ tới lớn mình ăn cái gì mình nấu cho con mình ăn cái đó các bạn, cho nên là nó ăn đồ Việt Nam cũng quen lắm, nó cũng dễ ăn nữa. Rồi bây giờ bắt đầu Phương Thí sẽ nêm nếm vô đây nha. Mình sẽ cho vô đây là đường. Sườn ga mặn nó sẽ có cái vị là hơi mặn mặn, ngọt ngọt. Cho nên là Phương Thí cái muỗng cà phê này nè các bạn, Phương Thí sẽ cho vô đây là 3 muỗng cà phê đường nha. Bột ngọt thì nhà Phương Thí ăn ít cho nên mình cho nửa muỗng cà phê nhỏ. Rồi hạt nêm thì Phương Thí sẽ cho vô đây là 1 muỗng rưỡi cà phê. Xin lỗi, 1 muỗng rưỡi tương ăn phở nhỏ các bạn. Cái loại nhỏ này nè, mình cho 1 muỗng rưỡi ha. Sau đó đó mình sẽ sơ đều lên cái, cho gia vị nó thấm nhẹ nhẹ vô trong miếng sườn mình. Rồi Phương Thí mới cho tiếp đến là nước mắm vô nha cả nhà. Mà mình phải sơ lên cho nó đều trước đi, cho nó thấm cái cục sườn của mình trước ha. Những cái món này là các bạn thường là những cái món bình dân đơn giản mà gia đình nào cũng đã từng ăn, cũng đã từng nấu, cho nên Phương Thí thấy mấy cái món cơm gia đình giống như là sườn gam mặn, canh hoặc rau muống xào hoặc mấy cái món xương hầm đó, nó đơn giản lắm. Gia đình nào cũng đã từng ăn và đa số là sẽ biết nấu mấy cái món này nè. Cho nên là Phương Thí quay video mình nói chuyện chơi chơi cả nhà mình thôi, chứ mấy cái này Phương Thí nghĩ gia đình mình ai cũng làm được. Rồi, nói chuyện chơi với cả nhà mình tí xíu, bây giờ Phương Thí sẽ cho vô đây phần cuối cùng là nước mắm nha cả nhà. Nước mắm Phương Thí không có lường nhưng mà mình nghĩ mình cho vô đây khoảng cả 1 muỗng rưỡi canh ông phở đó các bạn. Nước mắm ha. Rồi thì cái phần sườn gam mặn này thì Phương Thí sẽ không cho nước nha các bạn. Mình sẽ không cho nước tại vì khi mà Phương Thí nấu á, một hồi cái sườn của mình á, nó sẽ ra nước nữa. Phương Thí chỉ ghim ở đây cho cái lửa nó hơi nhỏ nhỏ các bạn, từ từ cho nó rút thấm vô trong cái cục sườn của mình. Một chút xíu có bọt thì mình sẽ vớt bọt. Cho nên là Phương Thí muốn ăn sườn gam mà dạng như nó khô, nó sạch sệt đó các bạn, không có muốn ăn nhiều nước, cho nên là Phương Thí sẽ không có cho nước vô đây ha. Rồi để cái nồi sườn của mình gam bên đây đi ha. Phương Thí thấy là cái nồi nước kế bên á, Phương Thí bắt để trụng rau muống á các bạn. Phương Thí thấy là nó bắt đầu nó sôi lên nhẹ nhẹ đó, mình sẽ bắt đầu qua mình trụng rau muống để mình xào rau muống luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, thấy cái nồi nước để mình bắt lên đây để mình trụng rau muống á thì thấy nó sôi lên rồi. Bây giờ Phương Thí sẽ cho rau muống của mình vô nha. Mình sẽ trụng sơ nhẹ qua cái Phương Thí vớt ra liền để khi mà mình xào lên đó các bạn, cộng rau muống của mình nó còn xanh ha. Phương Thí sẽ trụng đây sơ một cái, rau muống mình vừa xào Phương Thí sẽ qua bên cái vòi nước đó các bạn, cái vòi nước sinh hoạt mình sử dụng á, xả nước thiệt là lạnh luôn. Sau đó Phương Thí chần cái rau muống của mình qua nước lạnh một cái để cho rau muống của mình giữ cái độ giòn với lại nó còn xanh đó cả nhà, giữ cái độ xanh nữa. Cái nồi canh của Phương Thí bên đây sôi rồi nè, để trụng rau muống xong đi thì Phương Thí mới quay qua để rau vô trong cái nồi canh của mình nha. Rồi các bạn, trụng rau muống Phương Thí nghĩ là mình trụng khoảng chừng 1 phút tới 1 phút 30 giây là được các bạn. Bây giờ Phương Thí sẽ vớt cái phần rau muống của mình ra vô, cho vô trong cái thau lại nha. Để qua bển Phương Thí xả nước lạnh vô cho phần rau muống của mình giữ cái độ giòn với cái màu xanh nó đẹp á các bạn. Sau đó mới đem qua để mình xào nha. Wow, rau muống của mình nó nhìn nó rất là xanh, xanh mênh mởn. Rồi cả nhà ơi, Phương Thí để cái phần rau muống của mình bên kia ngâm trong nước lạnh chút xíu đi. Trong thời gian đó thì bây giờ Phương Thí sẽ cho cái phần rau của mình vô trong nồi canh nha. Tại Phương Thí thấy cái nồi canh mình được rồi nè. Trụng rau vô một cái là xong. Hồi chiều Phương Thí thấy mình cắt cái tí xíu xíu à, mà vô lật cái rửa ra cái thấy một thao quá trời. Cái cải ngọt này nó nhanh chín lắm các bạn, cho nên là cho vô cái Phương Thí lấy cái giá á, mình giống như mình nhắn nhắn xuống cho cái phần cải của mình nó ngập trong nước sôi. Cái Phương Thí để chắc khoảng chừng 1 phút là Phương Thí tắt bếp rồi các bạn. Tại vì cái nồi á, mình giữ được nhiệt lâu á, để lâu á sợ cái cải mình gục không có còn giòn nữa, không có ngon nữa. Cho nên là vừa xèo là Phương Thí tắt bếp à. Rồi để đây nấu thêm 1 phút nữa đi ha. Rồi các bạn, sau khi nấu được 1 phút á, thì Phương Thí thấy cái phần cải ngọt của mình được rồi. Bây giờ Phương Thí sẽ tắt lò nha. Bây giờ nó rất là thơm luôn á. Bước cuối cùng là mình cho vô đây tiêu. Là Phương Thí đã hoàn thành cái món canh cải ngọt cho các bạn. Mình thích ăn tiêu nhiều cho nên Phương Thí cho tiêu hơi nhiều xíu. Thơm lắm. Cái canh cải ngọt này ăn chung với sườn gam mặn là đúng bài luôn á. Rất là thơm luôn.
Rồi bây giờ Phương Thí sẽ bắt tay vô để mình xào cái phần rau muống nha. Nhưng mà trước khi cái phần rau muống được xào lên, Phương Thí sẽ lia cái camera lại cho cô chú anh chị các bạn thấy cái nồi canh cải ngọt của Phương Thí trước nha. Đây, đây là nồi canh cải ngọt của Phương Thí hồi chiều là định nấu với con tôm hùm đất các bạn. Con cod fish á, nhưng mà nhà hết rồi không hay cho nên là Phương Thí nấu bằng chả tôm. Nhưng mà cũng ngon lắm, bá cháy bầu chét luôn á nghe. Rồi thì bây giờ đợi Phương Thí xào rau muống với đợi cái sườn của mình gam cút nước nữa, chín nữa. Cái là có thể dọn cơm được rồi cả nhà. Thơm lắm luôn á. Rồi bây giờ sẽ quay lại với cái món rau muống xào tỏi của mình nha. Bắt cái chảo lên trong cái nồi nóng, Phương Thí sẽ cho vô đây tí xíu dầu ăn. Đợi dầu nóng á các bạn thì Phương Thí sẽ cho cái phần tỏi mà Phương Thí chuẩn bị nè, mình để này vô mình chiên trước. Cái tỏi này á Phương Thí để nguyên một cái củ giống như thế này luôn, cả nhà mình thấy nguyên một cái củ giống như thế này luôn. Cái này á mình kêu là chiên cái phần tỏi này nha các bạn. Tại vì cái tỏi này một chút xíu mình ăn vô nó bùi bùi ngon lắm. Lúc trước á các bạn Phương Thí thường xào rau muống á thì mình sẽ bầm cái tỏi mịn mịn ra, xong cái bắt đầu mình xào thôi các bạn. Nhưng mà từ khi mà Phương Thí biết cái tỏi này nè, mình chiên lên cái mình xào chúng rau muống á, ăn chúng á, nó bùi bùi. Là từ đó về sau mỗi lần mà xào rau muống á, Phương Thí ưa để nguyên củ giống gì lắm. Tại mình thích. Cả nhà mình thấy khi mình chiên lên á, mình thấy nó hơi giống như là lớp ngoài nó hơi dần vàng nhẹ nhẹ giống như thế này các bạn, là mình cho rau muống vô được ha. Rồi, Phương Thí sẽ cho hết cái phần rau muống mà mình đã chuẩn bị hồi nãy vô nha. Đây. Mình chỉ cần đảo đảo lên cho cái phần dầu tỏi á các bạn, nó thấm vô cọng rau muống của mình là được ha. Rồi, đối với cái phần mà nêm nếm cho cái muống rau muống xào á thì Phương Thí sẽ cho vô đây tí xíu hạt nêm ha các bạn. Mình không có nêm nếm gì nhiều hết trơn, tí xíu hạt nêm là được ha. Trộn đều hạt nêm cho hạt nêm tan ra cái là Phương Thí tắt lò nha các bạn. Là ngon rồi đó. Cái món này á Phương Thí thích mà trai đành cũng thích luôn. Nói chung là nhà mình ai cũng thích cái món rau muống xào tỏi cho các bạn dễ ăn. Mình đã xong một cái món canh, một cái món xào. Thì bây giờ chỉ còn đợi cái món sườn gam mặn của mình cái nữa là xong nha cả nhà. Rồi, sau khi mà thấy cái phần tỏi của mình, cái dầu tỏi của mình nó thấm rau muống giống như thế này là được nha các bạn. Rồi cả nhà ơi, đây là cái phần rau muống xào tỏi của mình Phương Thí đã chuẩn bị xong ha. Bây giờ mình sẽ để ra dĩa luôn, rửa cái chảo để chờ cái phần sườn rau mặn của mình chín cái mình dọn ra bàn đưa lên mâm nha cả nhà. Thơm lắm luôn, cái này là sẽ là một cái món ăn rất là nhiều ăn nè. Rồi cả nhà ơi, sau khi xào rau muống xong thì Phương Thí dời cái nồi sườn rau mặn của mình ra đây nè các bạn, cho nó dễ quan sát. Để nhìn cho nó rõ hơn á, tại vì trong kia nó cũng hơi hẹp. Rồi Phương Thí thấy cái phần sườn rau mặn của mình được, bây giờ Phương Thí sẽ cho hết cái phần rau ngò ôm của mình vô ha. Với lại Phương Thí có chuẩn bị mấy trái ớt các bạn, mình cho vô luôn. Bây giờ là tắt lò được rồi đó các bạn. Tại vì cái hơi nóng trong cái nồi này nè, nó sẽ làm chín cái phần rau ngò ôm của mình ha. Rồi, xong. Bây giờ cái bước cuối cùng là Phương Thí sẽ cho tiêu lên trên đây nha. Thiệt là nhiều tiêu vô. Tại vì có tiêu vô á thì cái phần thịt của mình nó thơm lắm. Chứ lại Phương Thí cũng là một trong những người thích ăn tiêu á cả nhà. Trời ơi, thơm cỡ này thứ nào chịu nổi. Rồi các bạn ơi, bây giờ Phương Thí đã hoàn thành xong 3 món nha. Mình sẽ dọn ra bàn đưa lên trên mâm. Giờ mà cả nhà mình cùng thưởng thức. Nhưng mà trước khi dọn ra bàn đưa lên trên mâm, cả nhà mình biết Phương Thí mà, mình phải khoe một cái mới được. Phương Thí sẽ lia cái máy camera lại cho cô chú anh chị các bạn cùng xem cái nồi sườn rau mặn của Phương Thí nha. Ngon lắm. Rồi cả nhà ơi, cô chú anh chị và các bạn có thấy cái nồi sườn rau mặn của Phương Thí chất lượng chưa? Bây giờ cái nước nó hơi kẹo kẹo sệt sệt lại các bạn. Cái này là nước từ thịt ra luôn, cho nên Phương Thí không có nêm miếng nước nào hết trơn á. Nhưng mà cái sườn của mình nó vừa mềm tới cái sụn của mình ở trong đây này các bạn, nó cũng vừa mềm luôn. Cho nên là bây giờ nó rất là vừa ăn. Để Phương Thí đưa cao lên cho cả nhà mình xem ha. Wow, cái mùi thơm nó có bốc qua cái màn hình điện thoại hoặc là cái màn hình tivi của gia đình mình không vợ? Chứ ở đây Phương Thí đứng là chịu muốn hết nổi rồi. Cô chú anh chị và các bạn đói bụng chưa? Đói bụng thì cùng ra bàn để ăn bữa tối chung gia đình Phương Thí nha. Để Phương Thí múc cái phần sườn rau mặn của mình đưa lên trên mâm, dọn ra bàn, sau đó Phương Thí sẽ mời cả nhà mình cùng ăn tối chung gia đình Phương Thí nha. Chứ bây giờ thơm quá đứng đây chịu hết nổi rồi. Rồi gia đình của mình ơi, gia đình của mình chuẩn bị xong chưa? Gia đình Phương Thí chuẩn bị xong rồi nha. Thì bây giờ Phương Thí đã dọn cái mâm cơm. Cơm này gọi là cơm gia đình, bình dân 3 món đầy đủ dưỡng chất nha cả nhà. Đưa gần lại như thế này, cô chú anh chị và các bạn có thể cảm nhận được cái độ ngon, cái độ tươi, cái độ thơm của cái mấy cái món ăn mà Phương Thí làm không? Thơm lắm luôn, thơm thiệt á chứ không phải thơm giỡn chơi đâu nha. Nó sườn rau mặn,
rau muống xào tỏi của mình nó xanh lè xanh lét luôn, giòn rụm. Rồi dẫn chơi cả nhà mình tí xíu đó. Cái bây giờ thiệt nè, Phương Thí mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng ăn tối chung gia đình Phương Thí tối nay với cái mâm cơm gia đình Bình Dân ba món nha. Rồi cả nhà ơi, ăn cơm cả nhà ơi. Phương Thí mời cả nhà mình cùng ăn cơm với gia đình Phương Thí nha. Gia đình nó gào liền đó. Phương Thí kêu gia đình rồi nhưng mà nó có công chuyện cho nên nó ra sao. Gà muốn chị không hái nấm mà xào đúng dĩa. Nó nhiều ăn đâu hết rồi. Thế muốn có mấy người mấy nhất cắn xào lắm. Nó xào cay mấy người ra, ớt cũng làm cay lắm. Phái lắm. Hồi lúc trước nó đâu có ăn nhiều đâu, nhưng 2-3 năm nay nó mới ăn cái muối nhiều á. Nhà mình hết hành rồi cho nên chị cũng bỏ ngò ôm giống này nè, mà ăn nó cũng ngon. Ngò ôm hả? Nhỏ nó ngò ôm mấy cái kho thì ăn được. Ở Việt Nam hồi đó kho gì? Cá gô rồi đó, cá phi mà kho nước hơi nhiều nhiều đó. Mẹ ơi bỏ ngò ôm. Ngon vô ngon. Cái ngò ôm này làm sao nấu canh khoai mỡ bỏ vô cũng ngon nha. Khoai mỡ có cá gô không? Ủa? Em thấy cái vườn rau ở ngoài cái chỗ mà cả salad rồi phần nửa của cả salad anh gãi cái gì cái mà nhìn cái salon chỗ đó nó chậm chậm nhưng nó thơm thơm mà ăn ngay. Nó ủa sao nhìn cái cây cải mà nhìn lạ quá, nhìn hoài không ra thì ra là ngồi ghí không? Hết mùa gãi đại nó lên có gì nữa ăn không? Này nó muốn chậm lắm, chậm hoài không đâu hết luôn. Này sẽ trong cái mùng đó mà có gió mùa đông lạnh á, cây mốp nó chết mà có thể cái cải trong nó vẫn còn sống được. Tại vì cái lạnh nó không xâm nhập được. Nó không có gió mạnh đâu. Em không nghĩ vậy. Em biết tiếc lên tiếc lên cả khúc vậy mà nó sống, em không nghĩ là nó sống được. Chứ xế rồi đâu sống nổi nữa. Yến nói là nó hiểu không? Giống như cái đồ năng chậm như vậy. Gió ngang một có bộ đêm nào nó xuống trong từng khi xuống đêm hay đêm á. Gió thổi ngang lạnh quá thì nó sống không nổi, nhưng mà sẽ có cái đó thì nó đảo xíu. Nhưng cái gió thổi lạnh là cái lá nó rụng hết trơn, lá mớp nó bầu rụng hết. Nhưng mà sẽ có cái chuồng đó thì nó đỡ rụng rồi sao. Mấy cái đồ kho kho, ống ngò ôm nghe nó thơm hơn rồi đó. Hành lá cũng ngon mà ngò ôm cũng thơm. Ngò lá lá hồi gã bạn mà ngồi mấy đồ kho phải không? Cái hành lá anh bỏ ra trong cái vườn giống như cái vườn rau của anh vậy đó. Anh trồng anh tưới nước phải lên hoài á. Có nghiên cứu lại. Nó đừng có bỏ vô trong chậu đó nữa. Bỏ ra trong cái vườn đi. Giống như cái chỗ mà mớp bầu lỗi gì? Không phải mớp bầu mà cái chỗ gì? Cái chỗ gì mà cái baby tắm gì đó. Cái bọn em bé tắm đó. Anh cần đó. Anh sẽ bỏ em đó, anh sẽ trồng là được đó. Nó giống như hẹ vậy đó. Hay là mình sẽ trồng nửa vườn hành dài cũng hẹ vô trong hả? Đấy là sẽ bỏ thẳng vô vườn mớp vườn bầu, phải bỏ trong á. Nó tự lên rồi mà sao? Vô kế. Chào ông bà cô chú ơi. Chào ông bà cô chú. Ông bà cô chú ăn cái gì? Ông bà cô chú ăn cái nhà muống thịt xong mà ăn cái canh. Ông bà cô chú ăn cơm. Ông bà cô chú ăn cơm. Thịt xào mặn, rau muống với canh quá ngon còn gì nữa. Cái rau muống xào đó để nguyên một cái tỏi vậy nè, ăn ngon lắm. Chị lại cắm thích không? Lúc trước không biết bầm ra không à, nhưng mà lúc mà để á, ăn cái nó bùi ngon lắm. Chà đành nó cũng mê. Cái rau muống là đắt khách nhất. Nó làm cái sai ảnh của nó đó là bạn nó trong lớp có mấy đứa vốt nó là first play đó, nhưng mà tới thứ hai mới biết kết quả thứ hai tuần sau mới biết kết quả. Nghiên cứu dữ mà em thấy nó làm đơn giản lắm hả?
Em thấy là nhìn nó giống như đồ chơi vậy, đơn giản lắm, thích lúc ý gì. Nó không cỡ như bù kẹp á. Kiểu không cỡ như giống như nó vậy. Mà thằng chơi là ông xã đừng có, ông xã đừng có giống như là đừng có kêu bằng đánh giá thấp nó, ông xã thấy nó vậy đó. Nhưng mà nó ghê lắm á. Nó ghê lắm á, chứ không có đơn giản vậy đâu. Right, Jaden? Look at you like that, you're not that easy. You is some kind of people have to think in deeper. Chứ làm mình sẽ có giải thích cho người ta mới được rồi sẽ. Nhưng mà mình sẽ làm cái gì mình sẽ không giải thích là mình sẽ làm cái hình gì cũng được đâu, sẽ là phải có ý đồ, có giải thích, người ta mới chấp nhận cái câu giải thích của mình thì mình mới đạt được. Giống như hồi cái năm nó học lớp 3 hả? Lớp 3 hay lớp 2 đó, nó đi cái science fair vậy đó. Nó làm em thấy nó đơn giản giống như trò chơi vậy, nó thi nguyên cái vòng trường vậy là bằng thằng 3. Nó làm những đồ rồi sao mà mình sẽ phải giải thích người ta nghe cái đó là cái gì nữa, người ta phải thuyết phục được khán giả mới được rồi sao. Cho nên ăn canh nhiều vô con cho nó mát. Hồi chiều tính nấu con tôm hùm đất rồi, ai về giỏ tủ lạnh hết rồi, anh nấu mấy bữa trước hết rồi không cho hay trời. Em biết nên chiều mới thả chả tôm á, em no rồi đó, con muốn ăn canh nó làm sao mà. Gia đình bố, trình bố hổng nói chuyện dữ lắm rồi, bữa nay tắt đài gia đình. Kêu nói chuyện chứ có kêu liếc tôi nghe không? Bố hổng tự nhiên em làm video, em ngồi em nói chuyện vòng vòng nó chọc em cười mà em không nói được luôn á. Thì tự nhiên bữa nay cái nó, bữa nay sao nó im gù vậy đó, bởi vì bữa nay là ngày nó rửa chén đó. Ăn xong rửa chén vậy? Ăn xong rồi clean up everything cho đi. Tại sao phải rửa chén kìa? Ai ăn sao mà nó rửa chén? Hen. Ê, từ từ. Nói ai ăn sao mà nó rửa chén ăn nhanh lên cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Phương Thí nồi đó. Nấu lằn quằn trong bếp thì hơi lâu các bạn. Chuẩn bị món này, chuẩn bị món kia thì làm hơi lâu, nhưng mà ăn tí xíu là no các bạn. Bữa nay chị Đành nó không chọc mình, mừng quá. Rồi, đến đây Phương Thí sẽ xin kết thúc cái video ngày hôm nay của mình ở đây nha. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã ra giường hái gạo nè, vô bếp nấu ăn. Bây giờ còn thưởng thức bữa tối chung gia đình Phương Thí nữa, cảm ơn rất là nhiều nha. Phương Thí chúc cả nhà mình sẽ có một buổi tối vui vẻ, bình an và thật nhiều hạnh phúc nha. Còn bây giờ thì cho Phương Thí xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn mình ở các video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye. Last shot hả? Last shot hả? Ăn nữa không ăn đi con. Nó là vậy đó, giống như thời tiết vậy đó. Like the weather channel. You nó phải bự mắt nó nổi à. Ông sao nghĩ mắt nó bự hơn mắt em hả? Làm sao bự hơn nữa? Ủa sao lại không có làm như vậy? Tại sao mới làm như vậy? Mami con mắt của mami 2 mí bự thần luôn. Mắt nó sao bự bằng mắt em được. Trời ơi. Nghe mắt nó bự. Rồi dọn dẹp. Vậy sao bằng em được? Nhà này em là chùm. Em mẹ chùm hả? Thì mami nói gì chùm. Mami nói nhà này mami là, mami nói nhà này mami là chùm. Mami còn leader đó gái. Em the leader of the house. Mẹ chùm hả? Mẹ chùm chứ mẹ chùm mẹ cái shut your junky ear được. No, mẹ chùm á, mẹ chùm nhà á chứ không phải là mẹ là chùm. Ok, I don't say I'm the chùm, but I'm chùm, it means I'm the leader of the house. Look at me. I'm the leader of the house. Of the house. Tới nữa đâu dọn dẹp về. Nhà ai đi lời chị?